Chào mừng các em đến với chương trình ôn thi trung học phổ thông 2021 của Báo Thanh Niên. Thì trong chuyên đề môn vật lý hôm nay, chuyên đề 7, cô muốn giới thiệu các em về cái chương 4, toàn bộ chương 4 là dao động và sóng điện từ. Thì cái chương này hoàn toàn thì nó rất là nhẹ đối với các bạn trong cái phần vật lý lớp 12. Thì nó chiếm vỏn vẹn có 3 câu đề thi, 3 câu trên 40 câu. Nhưng mà về cái mức độ yêu cầu của cái đề thì nó còn lại cũng không cao. Cho nên cái phần ôn tập này cô sẽ nói kỹ về cái lý thuyết nha, cái lý thuyết của chương cũng như các cái câu hỏi về lý thuyết luôn. Thì cô cũng sẽ đưa ví dụ chứ không giải bài tập như là những cái chuyên đề trước. Cái nội dung đầu tiên các em cần ôn tập đó là mạch dao động, hay còn gọi là mạch LC. Thì cấu tạo của mạch dao động nó gồm hai cái phần, đó chính là cuộn dây có độ tự cảm L mắc nối tiếp với lại một cái tụ điện có điện dung C tạo thành mạch điện kính. Nên chú ý cái yếu tố là mạch điện kính ha. Rồi đây, đây là cái hình một cái mạch dao động LC. Khi mà cái khóa K nó ở cái chốt 1, có nghĩa là người ta nạp điện cho cái tụ điện. Để cho mạch hoạt động thì ta phải nạp điện cho tụ điện bằng nguồn điện một chiều nha. Rồi khi nạp điện cho tụ điện xong thì người ta bật cái khóa K về cái chốt 2, vị trí 2. Rồi như vậy, đối với một cái cuộn dây mà điện trở R bằng 0, không đáng kể, thì ta có cái mạch dao động là lý tưởng. Còn khi R0 mà lớn hơn 0, tức là có giá trị R0, thì dao động đó chính là dao động tắt dần. Bây giờ ta xét trường hợp dao động, mạch dao động tự do, mạch LC dao động tự do. Thì khi cái điện tích tụ điện đã được tích rồi, thì tụ điện sẽ phóng điện. Và trong cái dao động điện từ tự do của mạch LC đó, thì các đại lượng biến thiên như sau. Một là điện tích trên một bảng tụ điện biến thiên, cái biểu thức là Q bằng Q0 cos omega t cộng phi. Đại lượng thứ hai biến thiên là hiệu điện thế giữa hai bảng tụ điện cũng biến thiên. U nhỏ thì bằng là Q chia cho C. Giá trị của U chính là giá trị của Q chia cho C, là điện dung của cái tụ điện. Vậy biểu thức của U cũng có dạng là U0 cos omega t cộng phi. Vậy U0 sẽ là gì? U0 sẽ bằng là Q0 chia C, điện tích cực đại chia cho điện dung C, đơn vị là volt. Rồi dòng điện qua cái mạch cũng biến thiên, dòng điện Y chính là đạo hàm của điện tích Q theo thời gian. Y nhỏ sẽ bằng đạo hàm của Q theo thời gian. Và như vậy ta có Y sẽ bằng là Y0 cos omega t cộng phi cộng thêm pi chia 2 sau khi ta đạo hàm cái biểu thức Q này nha. Rồi nó trở thành hàm sin, sau đó ta chuyển về hàm cos thì ta thấy được rằng là Y sẽ sớm pha hơn nha, sớm pha hơn Q và U, một góc là pi chia 2. Cái nhận xét này các em phải lưu ý. Vuông pha mà vuông pha mà sớm hơn nha, sớm hơn một góc là pi chia 2. Y0 thì lại bằng là omega nhân cho Q0. Cường độ dòng điện cực đại sẽ bằng là tần số góc omega nhân cho điện tích cực đại Q0. Như vậy ba đại lượng này biến thiên theo thời gian với cùng tần số góc, cùng chu kỳ và tần số riêng. Vậy tần số góc tính như thế nào? Tần số góc omega sẽ bằng là 1 trên căn của LC, tức là nó phụ thuộc vào hai yếu tố này, L và C trong mạch dao động. Độ tự cảm và điện dung của tụ điện. Chu kỳ thì chu kỳ riêng của mạch sẽ là T bằng 2π căn của LC. Tần số riêng là F bằng 1 trên 2π căn LC. Thì các em nhớ, cũng nhớ nhanh thôi, tại vì ta đã học cái chương trước thì đây cũng giống như là cái điều kiện xảy ra cộng hưởng vậy đó. Thì mình nhớ cho nó nhanh thôi mà. Đây không phải là trường hợp cộng hưởng, tuy nhiên cái công thức tính tần số riêng, chu kỳ riêng hay là tần số góc riêng nó giống như vậy. Thì cũng rất là dễ nhớ cho các em. Vậy ta có một cái nhận xét đó là gì? Đó chính là
Q và U thì luôn cùng pha với nhau ha. Còn Y thì luôn sớm pha hơn Q với U một góc là bi chia 2. Một lát nữa cô sẽ nhắc về cái biểu thức độc lập với thời gian. Phần cái nội dung thứ hai khá là quan trọng và nó tập trung hầu hết các câu lý thuyết nằm trong phần này, đó chính là phần sóng điện từ. Fighting, fighting, giúp bạn tự tin thì tốt. Sóng điện từ chính là điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng và nó có thể truyền được trong chân không. Đặc điểm của sóng điện từ như sau, các đặc điểm thứ nhất là truyền được trong chân không nè. Đây chính là cái khác biệt giữa sóng điện từ và sóng cơ. Sóng cơ học mà ta học ở chương 2 đó, sóng nước vân vân thì đó không truyền được trong chân không nha. Sóng đó không truyền được trong chân không. Vì sóng điện từ thì truyền được trong chân không và bước sóng trong chân không được tính là C nhân T là chu kỳ, hoặc là C chia F, trong đó C là 3 nhân 10 mũ 8 tốc độ của ánh sáng trong chân không. C nhỏ nha các em nha, C nhỏ bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Sóng điện từ là loại sóng ngang. Ta phân loại sóng dọc và sóng ngang thì sóng điện từ là sóng ngang bởi vì các vector B đặc trưng cho từ trường, vector E đặc trưng cho điện trường và V đặc trưng cho phương truyền, hướng truyền là vuông góc với nhau, tạo thành một cái tam diện thuận, ba vector này vuông góc với nhau. Đây, em nhìn thấy nó nằm trên ba cái mặt góc với nhau như thế này. Dao động của điện trường và từ trường luôn cùng pha. Chú ý về cái yếu tố này. Phương thì vuông góc, còn pha thì cùng pha. Dễ bị sai giữa hai yếu tố này các em nha. Rồi, trong sóng điện từ, sóng điện từ cũng tuân theo các cái quy luật truyền thẳng, khúc xạ, phản xạ vân vân. Và sóng điện từ có mang năng lượng. Sóng điện từ dùng trong thông tin liên lạc thì được gọi là sóng vô tuyến. Như vậy những cái sóng nào mà có tần số mà càng lớn á, thì năng lượng sẽ càng lớn. Đó là những cái đặc điểm của sóng điện từ. Và nó rơi hầu hết ở các câu hỏi lý thuyết về phần này. Người ta phân loại sóng điện từ dựa vào bước sóng và người ta chia làm 4 dải sóng như sau. Sóng dài, bước sóng có giá trị lớn hơn 1000 mét trở lên nha. Thì đặc điểm của sóng dài, các em nhớ đặc điểm là nó không bị nước hấp thụ cho nên có thể thông tin liên lạc dưới nước qua cái sóng này. Sóng trung thì bước sóng nó đã nhỏ hơn sóng dài, nó tính cỡ hàng trăm mét nha. Khoảng hàng trăm mét cho tới hàng ngàn, à tới ngàn thôi. Nhỏ hơn ngàn. Thì như vậy sóng chung cái năng lượng của nó cũng còn thấp, tại vì ta biết tần số mà lớn thì bước sóng sẽ tần số mà lớn thì năng lượng lớn nha. Như vậy tần số lớn thì bước sóng phải nhỏ, còn ở đây là sóng này sóng chung cái bước sóng nó cỡ hàng trăm, là như vậy là cái năng lượng của nó không có lớn nha. Như vậy thì sóng chung sẽ dùng trong cái thông tin nội bộ phạm vi hẹp thôi, hoặc là dùng vào buổi tối. Buổi tối sóng ngắn, sóng mà có bước sóng cỡ hàng chục mét, từ 10 tới 100 mét, ta gọi là sóng ngắn. Thì đặc điểm của cái sóng này, đặc điểm của sóng này là nó bị tầng điện ly và mặt đất phản xạ, và phản xạ rất nhiều lần nha. Phản xạ tốt ở tầng điện ly và mặt đất. Như vậy sóng từ các đài phát thanh phát từ mặt đất lên tới tầng điện ly cách trái đất khoảng tầm tầng điện ly cách trái đất ở mặt đất của chúng ta khoảng tầm 80 km nha, tới 100 km. Thì như vậy nó sẽ phản xạ xuống và mặt đất lại phản xạ ngược lên. Cứ như vậy thì cái sóng này sẽ truyền đi xa được trên mặt đất. Và thông tin liên lạc trên mặt đất là chủ yếu dùng sóng ngắn này. Đây là cái vấn đề các em cần lưu ý, sóng ngắn nha. Rồi, một cái loại sóng mà có năng lượng lớn nha,
do bước sóng cực ngắn từ hàng đơn vị trở xuống nữa, tức là 0,01 mét cho tới 10 mét. Thì sóng đó năng lượng lớn và nó có thể truyền qua được tầng điện ly, xuyên thẳng qua tầng điện ly. Thì cái sóng này người ta dùng trong thông tin liên lạc vũ trụ. Thông tin liên lạc vũ trụ. Như vậy bốn loại sóng, phân loại sóng vô tuyến thì các em nhớ theo yếu tố bước sóng và các cái đặc điểm cũng như ứng dụng của các loại sóng này. Một nội dung tiếp theo đó chính là cái nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến mà cô vừa nói các dải sóng hồi nãy đó. Thì cái nguyên tắc chung ta cần phải biết đó là gì? Ở cái nơi phát, sóng âm tần không thể phát trực tiếp được với dải sóng ngắn, người ta phải trộn trộn cái sóng âm tần với lại sóng cao tần. Thì cái mạch trộn đó người ta gọi là mạch biến điệu và nó là ở cái vị trí số 3 trong cái sơ đồ của máy phát sóng. Rồi các em xem cái sơ đồ của máy phát sóng. Rồi, cô nói luôn bên nơi thu rồi ta xem sơ đồ sao ha. Nơi thu thì khi cái âm tần và cao tần trộn lại với nhau để truyền đi dưới dạng sóng ngắn thì tại nơi thu ta chỉ thu được cái dải sóng cao tần này, cần phải tách nó ra, tách cái tín hiệu âm ra. Cách tách ra thì ta mới nghe được cái phần âm nha. Như vậy ta cần phải có cái mạch để tách sóng. Và nó cũng ở cái số 3 này luôn. À, cái vị trí cái thứ tự của cái mạch tách sóng là ở số 3. Trong khi ở bên này, bên cái phần phát thì cái vị trí của mạch biến điệu cũng ở số 3. À, các em dễ nhớ lắm nha. Rồi, bây giờ thứ tự ta phải liệt kê bên sơ đồ của máy phát. Thứ nhất là cái micro. Đầu tiên hết đó là micro. Micro có nhiệm vụ là biến dao động âm thành dao động điện cùng tần số. Các em nhớ cái yếu tố nè, này dễ bị sai ha. Rồi, cái bộ phận thứ hai là cái mạch phát sóng cao tần. Sau đó người ta mới trộn âm tần và cao tần thì nó ra cái bộ phận số 3. Bộ phận thứ ba là mạch biến điệu, đúng không? Tức là trộn sóng cao tần với sóng âm tần. Trộn xong rồi người ta mới khuếch đại lên. Người ta khuếch đại cái sóng cao tần vừa trộn đó là nha, khuếch đại. Tức là tăng cái tín hiệu, làm mạnh cái tín hiệu ha, rồi đưa ra cái anten phát. Bộ phận không thể thiếu trong cái máy sơ đồ máy đó chính là biến điệu. Rồi sơ đồ bên máy thu cũng vẫn năm bộ phận. Đầu tiên thì đây là cái anten phát. Khi tại thu thì đương nhiên đầu tiên bộ phận đầu tiên phải là anten thu. Các em chú ý chỗ này. Số 1 thì đương nhiên là anten thu. Bộ phận thứ hai là mạch khuếch đại cao tần. Đây, khuếch đại khi ta nhận vào cái tín hiệu nó vẫn chưa đủ lớn thì ta khuếch đại. Bộ phận thứ ba rất quan trọng. Bộ phận thứ ba đó chính là tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần. Hồi nãy cô có nói cái phần này, cái phần bên này là rất quan trọng ở bên cái sơ đồ của máy thu nha. Sau đó người ta mới khuếch đại làm to lên cái phần âm thôi, khuếch đại âm tần và cuối cùng là đưa ra loa. Thì lần này loa thì nó làm ngược lại, biến dao động điện thành dao động âm. Còn ở dưới này thì loa có nhiệm vụ là biến cái dao động điện ha, biến thành dao động âm thì ta nghe. Vậy loa và micro nó có hai cái nhiệm vụ, hai cái chức năng ngược nhau. Rồi lát nữa các em sẽ thấy trong các cái đề thi các năm nha, thì các mã đề đều có và sẽ bị nhầm lẫn yếu tố này, là rất đáng tiếc. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những trường đại học ngoài công lập tốt nhất tại Việt Nam. Với chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế 4 sao của tổ chức QS-Star Anh Quốc, là ngôi trường đại học ứng dụng đem lại môi trường học tập tích cực đẳng cấp quốc tế, nơi 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Đại học Nguyễn Tất Thành, lựa chọn hàng đầu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Rồi những vấn đề lưu ý nếu ta có giải bài tập, thì vấn đề thứ nhất là các đại lượng vuông pha, thì ta sẽ dùng cái hệ thức độc lập với thời gian nha. Độc lập với thời gian giữa Q và Y. Nếu ta học có so sánh chương 1 thì Q thì giống như là X, ly đầu X, vậy Q0 thì giống như là A, đúng không nè? Còn Y thì giống như là V, giống như V là vận tốc. Ta sẽ có biểu thức độc lập với thời gian ở dạng vuông pha. Vấn đề thứ hai, ta cũng có thể áp dụng cái bảo toàn năng lượng, mặc dù nó cũng đã giảm tải phần này, tuy nhiên ta có thể nhớ nhanh các cái công thức để ta tính tổng, giống như kiểu như là năng lượng điện từ thì bằng tổng năng lượng điện từ cộng cho năng lượng từ ha, năng lượng từ. Và như vậy ta nhớ nhanh cái công thức này để ta có làm cái bài toán nha, thì nó sẽ nhanh. Ở trong trường hợp này cô lưu ý rằng là C và L phải đổi về đúng đơn vị,
C phải là Farah, còn L phải là Henry. À, các em đừng để cái đơn vị là ước số của nó như là mili, là micro là ta sẽ bị sai. Và U thì đơn vị là volt, còn Y bắt buộc phải chuyển về đơn vị là ampere nha. Đừng để mili ampere trong cái công thức này, nó cũng sẽ sai. Và cái bảng nhắc lại cho ta các cái đơn vị. Các bạn không được nhầm lẫn giữa các cái đơn vị. À, trong đó thì tần số đo bằng cái đơn vị lớn, tức là bội số là kilohertz, megahertz, gigahertz nha. Số mũ là 10 mũ 3, 10 mũ 6 và 10 mũ 9 nè. Trong khi ước số của nó là những cái đơn vị bé hơn là mili, micro, nano và thậm chí là pico, thì đổi cho nó đúng cái đơn vị này. Bởi vì trong tất cả các đáp án, cái dễ sai nhất mà ta không chú ý à, thì ta đã bị bỏ qua những cái câu toán nó dễ rồi. Bây giờ cô sẽ trích toàn bộ cái đề quốc gia 2019 thuộc nhóm 1. Ta có tất cả là 4 nhóm cho một cái năm thi các em nha. Thì cái nhóm 1 cô vừa trích nó có đầy đủ 3 câu. Trong phần chương 4 này thì cô có nói rồi, trong một cái đề thi nó có 3 câu. Thì ta coi các câu ở mức độ như thế nào. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng gì? Mạch tách sóng, hồi nãy lúc ôn tập cô nói cái này khá nhiều. Mạch tách sóng có nhiệm vụ là tách, có hai chữ tách đây, hai cái đáp án tách. Một là câu A, tách sóng âm ra khỏi sóng cao tần. B, tách sóng hạ âm ra khỏi sóng siêu âm. À, như vậy là em đã thấy được cái đáp án nào là đúng rồi, đúng không? Tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần, mạch tách sóng có nhiệm vụ đó mà. Ta tách xong ta mới nghe được cái phần âm, đúng không nè? Rồi, như vậy ta phải chọn đáp án là câu A. Đáp án là câu A. Lựa chọn là câu A. Bài này ở mức độ nhận biết thôi nha. Rồi. Bài toán số 2. Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng là 3.000 m. Người ta cho C tốc độ ánh sáng là 3 nhân 10 mũ 8. Biết trong sóng điện từ thành phần điện trường tại một điểm biến thiên với vận tốc là F, giá trị của F là bao nhiêu? Thì thành phần điện trường và từ trường biến thiên với cùng cái tần số của điện tích của U, của Y, tức là của Q, của U và Y. Và cái tần số F đó hồi nãy công thức đã ôn tập rồi, đúng không nè? Rồi, ngoài ra lambda thì bằng là C nhân T hoặc là C chia F bước sóng. Nha. Ta tính bằng công thức của sóng. Bước sóng sẽ bằng là C nhân T hoặc C chia F. C thì đề bài đã cho rồi, bước sóng cũng đã cho rồi, 3.000 m. Đây là thuộc dãy sóng dài, thì ta chỉ việc bấm máy tính ra F thôi. Một bài toán đơn giản ha, đơn giản. Và F ra 10 mũ 5 Hz. Ta chọn đáp án là câu C. Mức độ điểm 5 và 6 là nhóm câu này nha các em nha. Tức là khoảng 20-25 câu đầu tiên ha, trong đề thi. Rồi, ta qua cái mức độ vận dụng vừa, mức độ vận dụng vừa cho bài toán số 3. Đây, một mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình Y bằng 50 cos 4000T. À, đây là phương trình của cường độ dòng điện biến thiên ha. À, trong đó ta có Y0 là 50, còn omega là 4000, đúng không nè? Rồi. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là, tức là Y nhỏ đúng không nè? Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là giá trị tức thời là 30 miliampere. Thì điện tích trên một bảng tụ điện có độ lớn là bao nhiêu? Tại thời điểm có nghĩa là hỏi giá trị tức thời, có nghĩa là hỏi Q nhỏ. Thì chỉ có việc là dùng cái biểu thức độc lập với thời gian thôi, đúng không nè? Biểu thức độc lập với thời gian hồi nãy cô có ôn tập cho các em đó. Đó chính là Q0 bình phương thì bằng là Q bình phương cộng cho Y bình phương trên omega bình phương. Trong đó những số liệu mà ta đã có như sau: một là Y tại thời điểm đó là 30 mA, đổi ra là 0,03 A, được chưa? Omega ta lấy trong phương trình đó là 4000 thì ta đã có rồi. Như vậy tỷ số phía sau này ta đã có rồi. Còn phía trước người ta đang hỏi ta Q nhỏ này. Ta chưa có cái Q0. Ta chưa có Q0. Nhưng có một cái mối liên hệ giữa Q0 và Y0. Y0 thì đã có trong phương trình rồi, các em đã thấy chưa? Y0 là 50 rồi nè, 50 mA rồi nè. Ta có Y0 thì bằng là Q0 nhân omega. Như vậy là Q0 sẽ bằng là Y0 chia omega và nó bình phương lên. Thì ngay chỗ này ta thế nó vào nha. Thế nó vào. Nhớ đổi đơn vị các em nha.
Ở đây y không, các em thấy là 0,05 omega, thế là 4.000 ha. Rồi quy nhỏ này là đang hỏi nè, quy nhỏ bình phương, cứ để quy nhỏ bình phương cũng được hoặc chuyển qua đây cũng được ha. Rồi y nhỏ thì thế là 0,03. Và omega thế lại, còn không thì đặt thử số chung như phía bên này. À, rút căn ra thì ta sẽ được là 10 mũ trừ 5. Cả bốn mã đề, cả bốn nhóm đề đều có câu dạng này khác số liệu, tức là bốn nhóm đề thì hai cái dạng câu ở câu 1 và câu câu 2 á, thì nó có khác, nó có khác, nhưng mà câu số 3 thì y chang nhau về cái cách hỏi, chỉ khác số liệu mà thôi nha, khác số liệu mà thôi. Rồi cô tiếp tục giới thiệu các em một cái nhóm nữa, cũng trong năm 2019 ta coi cái nhóm thứ hai, nhóm 2. Câu 1. Một câu thuộc về lý thuyết. Một đặc điểm rất quan trọng của sóng ngắn vô tuyến là, hồi nãy thì chỗ này cô ôn rất kỹ đúng không nè? Phản xạ kém ở mặt đất đâm xuyên qua tầng điện ly, đâm xuyên thì không thể rồi, đâm xuyên thì chỉ có sóng gì thôi. Sóng cực ngắn thôi, đúng không? Phản xạ tốt trên tầng điện ly, phản xạ kém trên tầng điện ly. Như vậy rõ ràng các em đã nhớ rồi, đúng không ạ? Sóng ngắn có đặc điểm là phản xạ rất tốt, phản xạ tốt ở tầng điện ly và cả mặt đất luôn. Như vậy ta phải chọn là câu số C. Nhờ nó phản xạ tốt mà nó có thể truyền đi xa được trên mặt đất. Câu C nhé. Bài toán số 2 là câu 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 2 đó. Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng là 1.500 m, tức là cho lambda. Lấy C bằng 3 nhân mũ 8. À, cái dạng toán này thì cũng giống như hồi nãy ha, là ta đi hỏi F, hỏi F thôi. Lambda thì bằng C chia F. Có hai nhóm đề hỏi chu kỳ, hai nhóm đề hỏi tần số nha. Thì nhóm 1 và nhóm 2 đang hỏi tần số, chỉ khác số liệu thôi. Hồi nãy là 3.000 thì bây giờ là 1.500 nha. 1.500 thì đáp án sẽ tăng gấp đôi là 2 nhân 10 mũ 5 hết. Ta chọn là câu B. So với cái nhóm kia. Bây giờ bài toán số 3 cũng giống vậy thôi. Như vậy trong các cái đề thi thì các cái câu, cái câu nâng cao hay vận dụng vừa ha, thì dạng toán nó là giống nhau, dạng toán giống nhau, chỉ khác số liệu ở các nhóm câu thôi. Thì ta cũng áp dụng cái biểu thức độc lập với thời gian, hệ thức độc lập với thời gian, trong đó thì giá trị của y0 hồi nãy là 50 thì bây giờ là 52 nè. Hồi nãy omega là 4.000 thì bây giờ cái mã đề này, cái nhóm đề này là 2.000 này. Hồi nãy y nhỏ là bằng 30 mA thì bây giờ cái mã đề này là 48, vậy thôi. Ta cũng làm y chang nha về cách làm. Như vậy rất nhẹ nhàng cho ta trong cái ôn tập chương này, chương 4 này. Mà với 4 câu thì các em đã được là 0,75 điểm điểm số cho cái đề thi rồi. Thì không việc gì mà ta bỏ qua các cái câu hỏi loại này nha. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình. Bắt đầu từ trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực. SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Rồi, năm vừa rồi thì càng dễ nữa các em. Năm vừa rồi là do tình hình dịch cúm vào học kỳ 2 cho nên toàn bộ chương trình học kỳ 2 là nó rất là dễ. Cô trích một cái nhóm nhóm 3 trong cái đề thi tốt nghiệp năm 2020, tức là năm vừa rồi. Thì hầu như rất cơ bản ha. Trong mạch dao động lý tưởng, cái đại lượng T bằng 2π căn LC là cái gì thì quá dễ đối với mình rồi. Đó, chính là chu kỳ đúng không? Rồi, chu kỳ. Một cái câu nhận biết thôi nha. Rồi, trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, loa ở máy thu thanh có tác dụng gì?
Đây, lo ở máy thu thanh có tác dụng là biến dao động gì thành dao động gì? Ở đây nó có hai cái đáp án mà dễ có cái sự nhầm lẫn giữa lo và micro. Một nhóm là micro, hỏi micro có tác dụng gì, còn một nhóm hỏi lo có tác dụng gì. Thì đây là một cái câu mà nếu ta đọc không kỹ và ta chọn sai thì rất là đáng tiếc. Và vừa rồi trong cái năm vừa rồi có khá nhiều các bạn đã báo với cô là bị sai cái câu này do nhầm lẫn. Biến dao động âm thành dao động điện, còn dao động điện thành dao động âm bị nhầm lẫn chữ hai đây. Đây, lo này, biến dao động điện thành dao động âm. Như vậy, ta sẽ chọn câu C nha, câu C. Rồi. Câu số 3 cũng lại là một câu đơn giản, câu đi tìm bước sóng thôi nha, câu đi tìm bước sóng thôi mà cho ta cái tần số rồi. Thì như vậy ta lấy là lambda bằng C chia S nha. À, bài này là hỏi bước sóng, không phải là hỏi F nữa mà hỏi bước sóng. Thì ta đổi cái đơn vị. Ta đổi cái đơn vị của tần số. Ta hỏi đổi đơn vị tần số là 120 kHz thì ta đổi là 120.000 Hz ha. Rồi ta thế vô ta sẽ ra lambda. Ở đây là hỏi lambda. Thông qua công thức đó thôi. Vậy trong cái đợt thi lần 2 thì cái câu hỏi có tương đương không? Các em cũng xem luôn này. À, câu hỏi lần 2, đợt 2, thi đợt 2. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng gì? Lại cũng hỏi về mạch tách sóng. Đây, mạch tách sóng có nhiệm vụ là tách âm tần ra khỏi sóng cao tần. Đúng không nè? Tách âm tần ra khỏi sóng cao tần. Thì một cái câu nó cũng ná ná giống như là cái mã đề hồi nãy nha, của năm 2019. Thì ta chọn đáp án là câu B. Một câu lý thuyết nữa là câu số 2, phát biểu nào sau đây là đúng? Sóng điện từ không lan truyền được trong nước. Sóng điện từ là sóng dọc. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không. Và sóng điện từ có mang năng lượng. Là như vậy ta thấy được ba câu đầu tiên là đều sai hết rồi, đúng không nè? Sóng điện từ còn truyền được cả trong chân không nữa, làm sao không lan truyền được trong nước? Và sóng điện từ hồi nãy chốt lại cái đặc điểm của nó là sóng ngang, ở đây là nói sóng dọc là sai. Cái tính chất cuối cùng, đặc điểm cuối cùng đó là sóng điện từ có mang năng lượng, thì ta chọn đáp án đó là câu D. Rất nhẹ nhàng cho mình trong chương này, đúng không nè? Rất nhẹ nhàng. Nhưng tuy nhiên các em cũng đừng chủ quan mà bỏ qua hoặc là để sai những cái câu này thì rất là đáng tiếc. Rồi, câu số 3, một mạch dao động lý tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm là 5 mH và tụ điện có điện dung là 12 nanofarad. Hỏi chu kỳ công thức đây. Chỉ có việc là ta thế cái đơn vị và đổi đơn vị cho nó đúng thôi nha. Rồi, trong cái tính toán giá đổi đơn vị cho nó đúng. Đây, cô để sẵn số luôn, 5 nhân 11 trừ 3, ta đổi từ mili Henry sang Henry là nhân 11 trừ 3. Sau đó 12 nhân 10 mũ trừ 9 ta đổi từ nanofarad ra farad. Rồi sau đó ta ấn bằng bằng nữa là xong nha. Bằng thì ta sẽ ra đơn vị là giây, sau đó ta bớt 10 mũ trừ 6 để ta trả lời là đơn vị là micro giây nha, micro giây. Trong cái năm 2017 thì nó có một số câu ở mức độ vận dụng vừa cho cái chương này. Thì cô sẽ giới thiệu các em hai câu thuộc phạm vi cô nghĩ rằng nó cần phải ôn tập kỹ hơn một chút xíu, chứ không có chỉ là những cái câu lý thuyết đơn thuần như các cái nhóm đề gì rồi. Thì câu số 1 là của nhóm 2. Hiệu điện thế giữa hai bảng tụ điện của mạch LC lý tưởng có phương trình là U bằng 80 sin 2 nhân 10 mũ 7 T cộng B chia 6. Đây là cho một cái phương trình của hiệu điện thế. Ở thời điểm T, kể từ thời điểm T bằng 0, thì ở thời điểm mà hiệu điện thế giữa hai đầu bảng tụ điện bằng 0 lần đầu tiên là bao nhiêu? Nó quay về một cái dạng toán mà ta học ở chương 1 rồi nha, trong dao động điều hòa vậy thôi. Thì để giải cái bài toán này, thì các em chú ý là nhớ đổi về cái hàm sin và hàm cos trước khi giải nha, để bị sai. Rồi, để cô hướng dẫn giải cái bài toán số 1 trước, câu 1 trước. Ta chuyển từ hàm sin về hàm cos, tức là ta giảm góc đi pi chia 2, ta giảm góc đi pi chia 2. Như vậy, biểu thức U bằng 80 sin 2 nhân 10 mũ 7 t cộng pi chia 6, ta trừ bớt đi pi chia 2. Và nó trở về hàm cos là 80 cos 2 pi 2 nhân 10 mũ 7 t trừ pi chia 3.
nha. Cộng bi chia 6 mà trừ đi bi chia 2 thì còn là trừ bi chia 3. Rồi ta coi ở thời điểm T, khi T bằng 0 thay vào, khi T bằng 0 thay vào cái biểu thức dưới nè, nhớ thay vào biểu thức hàm cos nhé. Thì lúc bấy giờ ta sẽ thấy được U0 bằng 0 và có giá trị đang tăng, vì cái phi ban đầu của nó là số âm nè, trừ bi chia 3. Như vậy là nó đang tăng nha, nó đang tăng. Ta có thể vẽ cái vòng tròn hoặc là vòng tròn lượng giác, hoặc là ta có thể dùng cái sơ đồ chụp thời gian cũng được. Các em nào thấy nhuyễn phần nào nha, nhuần nhuyễn phần nào thì ta cứ làm thôi. Ở đây thì cô vẽ cái vòng tròn à, thì vậy cái vị trí ban đầu là ở đây, trạng thái đang tăng là đây nha, ở phía dưới này. Phi ban đầu là âm thì ta có là M0 là đang ở vị trí này. Rồi sau cái thời điểm đó là bao lâu, sau cái thời điểm lúc mà t bằng 0 bao lâu thì cô đặt là T1 đi ha. Thời điểm lúc sau là T1 thì theo đề bài cái hiệu điện thế này phải bằng 0. Đây lần đầu tiên bằng 0, lần đầu tiên đây là chiều quay của nó này nha, chiều quay góc quét nè. Và như vậy là nó sẽ lên tới cái vị trí là M1 nha. Để cho cái hiệu điện thế bằng 0 thì nó sẽ ở vị trí là M1. Cái góc mà nó quét được là như thế này mới đây nè, à, alpha đó, thì nó sẽ bằng là ở phía dưới này là pi chia 3, còn ở trên này là nguyên cái góc vuông luôn à, là pi chia 2. Như vậy cái góc mà nó quét à, cô đặt là cái góc mà nó quét tính từ thời điểm 0 cho tới T1 thì đặt là delta phi 1 ha. Nó sẽ bằng là pi chia 3 cộng pi chia 2. Pi chia 3 cộng pi chia 2 là 5 pi chia 6. Mà cái góc quét thì nó bằng là omega t, đúng không? Omega T1. Như vậy T1 sẽ bằng là delta phi 1 chia omega. Và như vậy omega ta lấy trong phương trình đây, 2 nhân 10 mũ 7 đây nha. Và như vậy thì ta sẽ ra được T1. T1 bằng 5 pi phần 12 nhân 10 mũ trừ 7. Nhận đáp án là B các em nha. Chọn B. Đáp án B. Như vậy thì trong cái giải toán nha, thì ta lưu ý lại các cái hàm điều hòa và ta lưu ý lại sự phân bố thời gian trong dao động điều hòa nha của chương 1 là ta sẽ giải được hết toàn bộ các cái dạng toán kiểu này. Bây giờ ta sang cái câu 2 thuộc nhóm 3 cũng tương đương với lại câu phía trên này, nhưng mà nó là dạng khác chút xíu. Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình B bằng B0 cos 2B nhân 10 mũ 8T cộng B chia 3, với B0 là dương, đúng không? B0 chính là cảm ứng từ cực đại B0. Kể từ lúc T bằng 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0. Cường độ điện trường chính là E. Mà cho thì cho ta cái biểu thức của B. Các em quay trở lại về cái đặc điểm của sóng điện từ ha. Trong sóng điện từ thì điện trường và từ trường tại một điểm luôn biến thiên cùng pha với nhau, đúng không nè, cùng pha với nhau. Như vậy nếu cô có cái phương trình của cảm ứng từ biến thiên là B, cô sẽ chuyển sang dạng phương trình biến thiên của điện trường và từ trường. Thì như vậy là phương trình biến thiên của cường độ điện trường y chang dạng. Đó chính là E bằng E0 cos omega chính là 2B nhân 10 mũ 8 là HT và cộng pha ban đầu là pi chia 3. Biến thiên cùng pha mà. Bây giờ ta coi tại thời điểm T bằng 0, ta thay T nhỏ bằng 0 vào nha. Tại thời điểm T bằng 0 các em phải coi coi nó đang có giá trị là bao nhiêu, đang tăng hay là đang giảm. Thì khi thế T bằng 0 vô, E sẽ bằng E0 cos của pi chia 3, mà cos pi chia 3 bằng 1 phần 2. Như vậy E sẽ bằng E0 chia 2, vì cái góc này, cái góc này ngược trên nè, các em nhìn để ý nè. Cái góc này là phi là âm thì nó đang ở trạng thái là tăng, còn bây giờ phi đang dương thì nó đang ở trạng thái giảm. Như vậy cô sẽ dùng cái vòng tròn và nó đang giảm, tức là trạng thái nó đang ở phía trên nha. Trạng thái tăng là ở dưới này, trạng thái trên. Và đây, giá trị của nó đang ở đây, có giá trị là E0 chia 2. Như vậy để cho nó bằng 0, giống như trên này thôi. Nó sẽ quét lên một cái góc đi từ đây tới đây là bằng 0 nè. Lần đầu tiên cái góc mà nó quét lên phía bên này sẽ tương đương với lại là pi chia 6 đó, quét là pi chia 6. Hay bạn nào nhớ sơ đồ thời gian thì đây chính là t chia 12 nha. Rồi hoặc làm là góc quét hồi nãy nó bằng omega nhân t, ta cũng ra được nha, là t mà t delta t cần tìm đó thì bằng là t lớn là chu kỳ chia 12, mà chu kỳ các em tính được vì ta có omega, ta tính được chu kỳ. Vậy kết quả bài toán này sẽ là 10 mũ trừ 8 trên 12. Vậy cô chọn là câu C, chọn đáp án là câu C. Như vậy thì thường thường thì dạng toán kiểu này các bạn đã quen ở chương 1 rồi. Tuy nhiên khi chuyển qua thì có cái sai,
hơi sai một chút ở cái hàm sin mà ta không có cẩn thận đây, cũng sai. Và cái biểu thức này là biểu thức của B mà bạn đọc và bạn rối không hiểu là cho biểu thức B và không biết là hỏi cường độ đi trường E thì như thế nào. Thế là không tìm được mối liên hệ nha, không tìm được mối liên hệ. Thì cuối cùng bỏ hai cái bài toán này cũng đáng tiếc và nó cũng ở mức độ là vận dụng vừa phải thôi. Thì cô hy vọng rằng với những cái ví dụ và những cái phần ôn tập lý thuyết thì các em sẽ đạt được kết quả cao, nhất là trong cái chương này. À, thân ái chào các em.